Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Tây Hành Kỳ phần 4 tập 11. Sau khi đẩy lui Côn Sa Môn Thiên về sau, Tôn Ngộ Không định quay sang phía Đế Thích Thiên báo thù. Vậy nhưng còn chưa kịp làm điều đó thì một luồng sức mạnh từ dưới đất bạo phát, người gây ra động tĩnh này chính là Côn Sa Môn Thiên. Lão bay lên mặt đối mặt rồi khen ngợi, cậu đúng là mạnh hơn trong tưởng tượng. Bây giờ lão sẽ cho cậu thấy rõ sức mạnh đỉnh phong của thiên thần. Lão tung chiêu ma liệt pháp ấn, xung quanh Tôn Ngộ Không lập tức bị một lớp kết giới bao phủ. Cậu lên tiếng mỉa mai, chỉ có thế này thôi sao? Ngay sau đó, cánh tay liên tục xoay vòng kim cô bổng định phá kết giới ra ngoài. Đáng tiếc là không thành công, kết giới chỉ bị rứt mẻ rồi nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Côn Sa Môn Thiên đứng từ xa giật xét cho Tôn Ngộ Không khiến cho cậu cũng cảm thấy áp lực. Cậu thừa nhận sức mạnh tên này cường đại, vậy nhưng tốc độ của mình còn nhanh hơn. Thân thể lão đột nhiên hiện ra đấm hai cú cực mạnh vào người khiến Tôn Ngộ Không bay ra xa đụng ngã mấy tòa nhà. Cậu nằm một chỗ, dáng vẻ dường như bị kiệt sức. Nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát của thiên cung và đám thiên binh lần lượt bị ám hồn giết chết, Tôn Ngộ Không càng không thể bỏ cuộc, cậu đứng dậy tiến về phía trước. Ở những chiến tuyến khác, Quang Mục Thiên Vương cũng chật vật không kém, lão bị tên địa sát tinh chặt đứt một cánh tay, Mai Chí Quốc Thiên cũng bị đệ tử chủ tước đẩy ngã. Dù chịu thua thiệt, vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng chống cự. Tôn Ngộ Không tiếp tục bị Côn Sa Môn Thiên tấn công bất ngờ. Một bên cao to lực lưỡng dùng đôi tay trần đánh với một tên nhóc cầm gậy, kết quả là cậu nhóc bị ăn hành sấp mặt và bị lão ta túm cổ. Lão tuyên bố chấm dứt Tôn Ngộ Không tại đây. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định ra đòn kết liễu thì đã bị ăn một mũi tên từ phía sau. Còn chưa kịp định thần lại thì tiếp tục ăn thêm một vài mũi tên nữa, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất không rõ sống chết. Mấy tên ám hồn khác cũng nhanh chóng bị giết chết. Ngay sau đó, từ trên bầu trời xuất hiện một cánh cổng màu vàng. Cánh cổng màu vàng này chính là Hoàng Kim Đại Đạo, chỉ có Tam Nhãn Thần Tướng mới có thể triệu hồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của thần tướng, đám thiên binh liền vui mừng, nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Chỉ cần có Tam Nhãn ở đây, bọn họ tin rằng mình sẽ không thua. Từ điều này tới xem, hắn ta thực sự có vị trí không thể thay thế trong lòng thiên quân. Biết hắn ta còn sống, sĩ khí liền khác hẳn, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng được tha lòng. Điều này làm cho Đế Thích Thiên cũng kinh ngạc. Chưa dừng ở đó, tất cả những người bị giam ở tù lao phù đảo cũng trở lại. Bọn họ hăng hái lao xuống chuẩn bị thảo phạt ám hồn. Bạch Tịnh Thủy Kim Cang nhận ra mọi thứ đều là do Sát Tâm Quan Âm sắp đặt. Sát Tâm giải thích, tín nhiệm đôi khi là một thứ rất khó giải thích. Vậy nhưng điều mà hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng, đó là chỉ có Tam Nhãn Thần Tướng tuyệt đối sẽ không trở thành ám hồn. Đế Thích Thiên cảm khái, đúng là đã xem thường hắn rồi, nhưng cho dù bọn họ có trở lại thì đã làm sao? Lão hô hào tiếp tục tấn công, phía thiên binh cũng đồng dạng xông ra thảo phạt, hai bên giao thủ liên tục. Phe thiên giới dần dần lấy lại được thế trận, Tam Nhãn vừa phóng ngựa vừa chém giết vô số ám hồn, một thương tung ra liền lấy mạng một tên. Tuy nhiên, phía ám hồn cũng có cường giả, hắn chính là thần tướng của ám ảnh gọi là Thiên Dị Tình, hai người nhanh chóng chạm mặt. Nhìn thấy Tam Nhãn, hắn tức giận lao tới tấn công, đánh một trường vào con chiến mã khiến Tam Nhãn phải nhảy xuống ngựa. Còn chưa kịp định thần lại thì hắn ta tiếp tục tấn công phủ đầu. Thực lực kẻ này không tầm thường, Tam Nhãn lập tức bị ăn một đấm vào ngực khiến thân thể bay đi. Tuy nhiên, đối với người có nhiều năm chinh chiến sai trường, trải qua ngàn vạn trận chiến thì kinh nghiệm tích lũy đã thuộc dạng thượng thừa, thân thể đang bay ngược về sau, vậy nhưng vẫn có thể xoay sở, phóng ra trường thương đâm xuyên ngực của Thiên Dị Tình. Thiên Dị Tình không chết, hắn chậm rãi rút trường thương ra khỏi ngực rồi khen ngợi, quả nhiên, Tam Nhãn đã mạnh hơn trước kia. Thiên giới từng có 12 thần tướng, 11 người chết bởi sai trường, chỉ có Tam Nhãn là riêng biệt. Bởi vì sự vũ dũng vô song của hắn đúng là thiên giới vô song, và nhưng bây giờ đã khác. Thiên Dị Tinh tự tin rằng bản thân mình đã mạnh như hắn, cũng có thể trở thành thần tướng thiên giới duy nhất. Tam Nhãn nhận ra lai lịch của tên này, hắn được gọi là Nguyên Tông. Năm đó cũng là một trong 12 vị thần tướng của thiên giới, cả hai cùng nhau chinh chiến nhiều năm. Vậy nhưng bởi vì cái bóng quá lớn, lần nào xuất chiến cũng để cho Tam Nhãn đánh trận đầu. Cứ ngỡ rằng hắn muốn đoạt chiến công, vì vậy mà ghen ghét muốn được chiến đấu như hắn. Cho nên, Nguyên Tông đã dẫn quân đi đánh trận đầu, kết quả là bị làm thịt luôn, toàn quân bị diệt. Sau khi Tam Nhãn chạy tới thì đã quá muộn. Nguyên Tông trước khi về với đất mẹ thì vẫn không cam lòng. Trong quá khứ, Nguyên Tông chỉ có thể sống trong cái bóng của Tam Nhãn. Điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục. Hiện nay, hắn sẽ đem sự sỉ nhục này chôn vùi hoàn toàn. Hắn vừa nói vừa liên tiếp tấn công, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều so với bản nãy. Tam Nhãn thần tướng hoàn toàn rơi vào thế yếu, vũ khí trên tay cũng bị đánh bay đi, sau đó còn bị đánh cho nằm ngã ngửa. Thoạt nhìn có vẻ như tên Thiên Dị Tình này đang hoàn toàn chiếm ưu thế thượng phòng. Vậy nhưng từ đầu tới cuối, Tam Nhãn còn chưa dùng tới kỹ năng, cũng chưa lấy ra thân hồn. Còn chưa rõ kết cục tiếp theo sẽ như thế nào thì phim đã chuyển cảnh tới thầy trò Đường Tam Tạng. Ở tập trước, Ngao Tuyết đã bị chặt gãy một cánh tay, Cổ Long mỉa mai Ngao Tuyết. Thế gian này không còn cách gì cứu hắn nữa, cứ từ từ hưởng thụ sự đau khổ mà cái chết mang đến đi. Đường Tam Tạng chạy tới chỗ Ngao Tuyết, kêu hắn cố gắng chịu đựng. Cho dù phải liều cái mạng này, ông cũng nhất định phải cứu hắn bằng được.
Ngao Tuyết cảm thán, bây giờ nửa người đều không còn cảm giác nữa, chẳng lẽ phải chết rồi hay sao? Đường Tam Tạng nghe vậy càng thêm gấp rút, ông yêu cầu Sang Ngộ Tĩnh và Chư Bát Giới cố gắng ngăn cản Cổ Long, còn mình thì toàn lực chữa trị cho Ngao Tuyết. Sang Ngộ Tĩnh nhanh chóng lao tới và nhưng lập tức bị áp chế, pháp thuật bị khắc chế hoàn toàn, không còn cách nào khác thi triển. Lão ta bộc phát thực lực, Sang Ngộ Tĩnh lập tức tan thành mây khói, những gì còn sót lại là chiếc mặt nạ. Ngay sau đó là tới lượt của Chư Bát Giới, hắn lao tới đánh úp từ phía sau, và nhưng tốc độ của Cổ Long quá mạnh, thân hình biến mất trong chớp mắt rồi xuất hiện trên cầu, tung xuống một chiêu đóng băng Chư Bát Giới lại một chỗ, sau đó lao về phía Đường Tam Tạng, bây giờ chính là tới lượt ông rồi. Kính bái trước sông không phải là bản lĩnh của phàm nhân hay sao? Đường Tam Tạng thẳng thắn bác bỏ, phàm nhân có muôn loại muôn vẻ, lão tìm nhầm đối tượng rồi. Lời này làm cho Cổ Long tức giận, lão bộc phát lôi điện giật cho hai người nằm ngã ngửa. Dù là như vậy thì ông vẫn tiếp tục chạy về phía Ngao Tuyết, Cổ Long chủ động lao xuống bồi thêm một đòn nữa. Đường Tam Tạng phẫn nộ, kỹ năng đạo tạng tâm kinh của ông đối với ám hồn có thể phát huy sức sát thương rất lớn. Vậy nhưng đối với Long Nhân, nhất là Long Nhân ở cấp bậc này hoàn toàn vô dụng. Cổ Long cho biết bản thân lão chính là dòng đỉnh phong ở thế gian. Bất luận là phàm nhân yếu chúng, Atula hay thiên thần, lão đều không để vào mắt. Lựa chọn đối đầu với lão là vô cùng ngu xuẩn, cho nên bọn họ đều phải chết đi trong sự đau khổ. Lúc này, Chư Bát Giới đã phá băng thoát ra rồi tuyên bố, dù có chết cũng phải đánh tới hơi thở cuối cùng. Sang Ngộ Tĩnh cũng quay trở lại, ba thầy trò đồng loạt lao tới. Cổ Long chủ động tiến lên với định chân vùi tất cả, thân thể đi tới đâu, xung quanh phát nổ tới đó, vô số yêu quái bị nổ tan tành. Tiểu Vũ chứng kiến cảnh tượng này liền kinh ngạc, đây lẽ nào chính là viễn cảnh tiến đoán, thực sự không thể thay đổi hay sao? Ngao Tuyết bị đánh cho không thể dậy nổi, ánh mắt dần dần khép lại, bộ mặt tuyệt vọng. Trong lúc tưởng chừng như gần đất xa trời ấy, Ngao Tuyết nghĩ tới huynh đệ Thiên Vũ Thú. Thiên Vũ Thú an ủi, hắn đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, đám người Đường Tam Tạng bây giờ đang cố gắng cứu hắn. Đây là lần cuối cùng, chẳng lẽ hắn cũng muốn bỏ lỡ cơ hội cứu Đường Tam Tạng? Đám người Đường Tam Tạng bị hắn liên lụy, cho nên cảm thấy rất có lỗi, hắn cảm thấy bất lực. Thiên Vũ Thú tiếp tục an ủi, bây giờ vẫn còn chưa kết thúc. Hắn vẫn còn một hơi thở tồn tại, vẫn còn cơ hội đi bảo vệ những người muốn bảo vệ. Có sự an ủi cùng giúp đỡ này, Ngao Tuyết nhanh chóng vực dậy, hắn thả Ngao Linh để nàng ta được tự do. Trong lúc đó, các thầy trò vẫn liên tục bị ăn hành ngập mồm, chỉ riêng Đường Tam Tạng là có thể đứng dậy. Ông cố gắng chống trả vậy nhưng hoàn toàn vô dụng và nhanh chóng bị Cổ Long bóp cổ nhấc lên không trung. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngao Tuyết tức giận bộc phát ra lòng hồn, mở khóa gen người vượn bên trong máu, lập tức mọc thêm vài kg cơ bắp cùng với lôi điện. Thay vì trạng thái màu trắng thì lôi điện bây giờ lại là loại màu vàng độc nhất vô nhị. Tốc độ và sức mạnh được cường hóa lên đáng kể, hắn lao tới giải nguy cho Đường Tam Tạng, thậm chí còn vón hành lại cho Cổ Long, đấm vào mặt lão già làm choáng váng. Sau đó còn dùng một tay chặn đứng đòn công kích của lão già. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé! Tập phim tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần tới!